sáng em cũng đi chợ nè cả nhà, em mua được một miếng thịt heo quay, miếng thịt heo quay, miếng hai cây dưa cải, nhớ em sẽ kho. Đây thì em cũng có mớ cải ngọt nè, nên em nấu canh thịt bầm đây. Là cả nhà cũng đã biết với em nha. Sáng mua cái miếng thịt quay này là 140 và giòn. Cái này ăn bún nước tương cũng ngon ha, mà em thì ăn gì thì không có cái đồ ăn cơm, thôi để gì mình kho mình ăn cơm. Bị cái gì đó nè. Rất là giòn luôn. Chỉ có rửa xong này. Lớn lớn. Sáng mua nhầm hai cái cải này bắp. Hai cái cải 15.000. Món thịt kho đơn giản gì chứ cũng gần 200k cả nhà. Vì giá là 140 thịt nè, hai cây cải này 15.000 nữa, 155 nè, rau với thịt nấu canh nữa. Hôm nay ăn bữa cơm thấy vậy chứ 200.000. Em khoái ăn cải nha, bắp như thế này. Vì nhà em thì ít có ăn lá lắm. Khi lá em mua đem về em ngắt em bỏ ra cho. Nó gái em nó thích ăn cái thịt quay kho dưa cải gì. Còn thằng cha thì thích ăn rau. Để như vậy á là ăn chứ không có thích kho. Cái này thì các bạn nên để riêng cho nó để gì. Mười ngàn cải nấu cũng được một canh. Có dừa cả nhà, em chặt ra trái dừa vô để em kho thịt. Kho thịt của hai nha cả nhà. Em sẽ cho vô đây nè, dầu tẩu vô. Nóng không mà lại nó cháy nắng cả nhà, nó cháy nắng nó cháy cả ánh sáng. Nhưng mà thì nó cũng sửa sáng nữa cho nhà. Cho nhà tấu tỏi về nè, em sẽ cho thịt vô nha. Cho dưa cải vô vào cho nó. Dưa cải này mình kho cho nó. Nó thấm. Lâu lâu nó thấm. Sau này em thôi với nước tương thôi.
cho vô đây là một ít bột ngọt nha. Em sẽ cho dừa luôn nha. Hết cái dừa. Bây giờ cái thịt quay kho dưa cải này nè, em thấy nó cũng được và nó sắc nước xuống rồi cả nhà. Vậy thì chừa ít nước đi chan cơm ăn. Em sẽ cho hành nha. Cái này em coi cho con hành ăn cho nên em không để ớt. Chứ em là ăn ớt nữa cả nhà. Vậy là được rồi, vậy em nhấp xuống mình sẽ nấu ăn nữa cả nhà. Em sẽ cho cái cọng cải vô trước nha. Cọng cải này sẽ lâu chín hơn một cái lá. Giờ cái nồi canh này thì em sẽ nêm luôn nha. Em sẽ cho vô đây là một ít hạt nêm nữa. Vậy cái sôi lên chín cọng cải mình cho cái lá vô là mình đã ăn được. Cái cọng cải này thì nó cũng chín rồi đó cả nhà. Em sẽ cho cái lá cải vô nữa là xong nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, em kho thịt quay kho dưa cải với nấu canh cải cũng xong rồi. Mà cả nhà ăn cơm với em nha. Cái này thì hồi sáng hay quên cái vụ mà rau sống hay chấm. Chứ em này em không thích ăn canh nữa nha. Em thích ăn cái chấm chấm như thế này. Đây cũng có cải. Đó, mua dưa leo thì chấm được quá. Đi vòng vòng hay cứ quên vậy luôn. Giờ này ăn rồi đi rước con đi rồi. Con nước tương cái màu nó đẹp. Thịt quay này mình kho rượu, kho tàu cũng ngon, cả nhà kho chút chứ cũng ngon. Em có thơm rồi. Ở cà chua thì ăn nó không ngán bằng. Rồi cả nhà ơi, em ăn cơm với thịt kho dưa cải cũng xong rồi. Hẹn cả nhà dưa kế tiếp nè. Bye bye.